Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 26. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hòn đảo chìm. Phần lớn đội trục vớt của Long Quốc đã bị triệu tập về, chỉ để lại một phần nhỏ tiếp tục công việc vô vọng này. Đây là một tín hiệu, một tin báo trước cho thấy Thiên Sát Phương thật sự đã ngã xuống. Còn về chuyện đàm phán lấy lại Ngự Linh Thần Kiếm, Long Quốc vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Món di vật quý giá của thần quân đột nhiên lại trở thành vũ khí độc quyền của tên Alex, một gã thần cảnh người Mỹ. Thủ lĩnh số 1 vô cùng rất tức giận, ông ta đã gửi một tối hậu thư thẳng đến nước Mỹ, tóm tắt ý chính bên trong là ông ta hy vọng nước Mỹ hãy tự giải quyết chuyện này cho tốt, trong vòng một tháng nữa, bọn họ phải nhanh chóng trả lại di vật của thần quân. Nếu không, hãy tự gánh lấy hậu quả. Ai ngờ, nước Mỹ bên kia chỉ lạnh nhạt xì mũi coi thường. Lúc này người dân Long Quốc đang cực kỳ phẫn nộ, đồng thời trong lòng họ còn tràn ngập nỗi buồn vô tận, bọn họ vẫn chưa thể nào tin được vị thần thủ hộ của Long Quốc cứ vậy mà ngã xuống. Thẳng cho đến khi, thủ lĩnh số 1 đích thân lên tiếng, thậm chí ông ta còn nghẹn ngào dừng lại mấy lần mới tuyên bố hết câu, suốt một tuần kế tiếp Long Quốc bọn họ sẽ treo cờ rủ sao để tưởng niệm linh hồn của Vân Thiên Thần Quân. Sao cờ rủ là lệ treo quốc kỳ ở vị trí 1/2 hay 2/3 chiều cao của cột cờ thay vì treo cờ lên đến đỉnh cột. Tục lệ này là nghi lễ áp dụng ở nhiều nước khi có quốc tang, tỏ lòng tôn kính và khi gặp đại nạn. Lúc bấy giờ mọi người mới không thể không tin vị thần mà bọn họ tin tưởng đã thực sự ngã xuống. Nam Ngư Quốc. Căn cứ thí nghiệm gen lúc trước bị Thiên Sát Phương phá hủy đã được xây dựng lại, người phụ trách chính chủ yếu vẫn là nhóm nghiên cứu người Mỹ. Sở dĩ bọn họ quyết định xây dựng lại ngay tại vị trí cũng là một loại thăm dò. Nếu Thiên Sát Điện không tỏ thái độ gì về việc này, có nghĩa là Thiên Sát Phương của bọn họ thật sự đã bỏ mình dưới đáy biển. Không chỉ Nam Ngư Quốc, Asan Quốc, Phỉ Quốc, thậm chí là Hàn Quốc đều truyền ra tin tức đã xây dựng căn cứ thí nghiệm gen. Chính nước Mỹ đã hỗ trợ kỹ thuật cho bọn họ. Kế tiếp đó, giới võ tu ở nước Mỹ đã thành lập nên một liên minh thí thần giả. Bắt đầu điên cuồng lôi kéo các võ giả từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia. Những võ giả người Mỹ sẽ đứng ra kiểm soát tất cả thành viên bên trong. Mà ý nghĩa của chữ thần trong năm chữ liên minh thí thần giả này không cần suy nghĩ cũng biết nó đang ám chỉ tới Vân Thiên Thần Quân của Long Quốc, hay bọn chúng còn gọi là Thiên Sát Phương. Thí thần, giết, thần, đây là một hành động khiêu khích trắng trợn đồng thời còn mang theo một chút mỉa mai. Tình hình của tổ chức võ tu thế giới lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Sát Điện trở thành dĩ vãng, liên minh thí thần giả lại trỗi dậy với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Tại Đông Doanh Quốc, liên minh ninja, thủ lĩnh của liên minh ninja Nakamura đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi đối diện với ông ta là một người Mỹ, người này không ai khác ngoài là Alex. Trên chiếc bàn gỗ giữa hai người đang đặt thanh Ngự Linh Thần Kiếm của Thiên Sát Phương. Ý định của Alex khi đến tìm Nakamura rất rõ ràng, gã ta muốn sáp nhập liên minh ninja của Đông Doanh Quốc vào liên minh thí thần giả, lợi ích mà gã ta có thể cung cấp cho họ là hỗ trợ kỹ thuật cải tạo gen miễn phí. Các ninja của Đông Doanh Quốc là nhóm người nằm giữa người tu đạo và võ giả, bọn họ khá đặc biệt, phương pháp chiến đấu mà họ đang sử dụng là nhẫn thuật thiên về ẩn nấp đánh lén khá đáng khinh. Nếu thực sự có thể nhờ kỹ thuật cải tạo gen này giúp các ninja có thể đạt được sức mạnh như các võ giả, thì cộng với những nhẫn thuật chính họ đang sử dụng chắc chắn sẽ làm sức chiến đấu của bọn họ lên một tầm cao mới. Điều kiện mà Alex đưa ra quá hấp dẫn. Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là Alex đã đạt tới thần cảnh, đồng thời thần kiếm của Thiên Sát Phương cũng đã rơi vào tay gã, Nakamura căn bản không có tư cách từ chối. Mấy năm qua, liên minh ninja thực sự đã bị Thiên Sát Điện của Long Quốc đàn áp quá nhiều, có thể tìm được người ủng hộ cũng là một chuyện tốt. Thế là Nakamura dứt khoát đồng ý với lời mời của Alex. Alex nói tự tin cười nói, ngài Nakamura, ông đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Chắc chắn sau này liên minh ninja của Đông Doanh Quốc các ông sẽ được ghi danh vào sử sách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nakamura trịnh trọng gật đầu nói, hy vọng sẽ như lời ngài nói, về sau xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi Alex rời đi, Nakamura lập tức tổ chức một cuộc họp để thông báo về quyết định của mình. Hầu hết các thành viên của Liên minh Ninja đều đồng ý với quyết định này, ngoại trừ một người duy nhất Kimura Musashi. Ông ta nghiêm túc nói, Minh Chủ, tôi nghĩ chuyện này vẫn cần suy nghĩ kỹ lại một lần nữa.
Lần trước Kimura Musashi đã nhận Thiên Sát Phương làm chủ, mạng sống của ông ta vẫn còn nằm trong tay Thiên Sát Phương. Đặc biệt là từ khi Thiên Sát Phương lấy đi một giọt máu của ông ta càng sâu sắc cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận linh hồn. Tựa như chỉ cần Thiên Sát Phương suy nghĩ một chút, linh hồn của ông ta sẽ lập tức vỡ vụn. Tuy tin đồn Thiên Sát Phương đã chết đang lan truyền khắp thế giới nhưng Kimura Musashi không nghĩ vậy. Nếu Thiên Sát Phương thật sự đã chết thì ông ta cũng đã sớm chết theo rồi phải không? Thế nhưng đến tận bây giờ Kimura Musashi vẫn không hề cảm thấy một chút khó chịu nào, cũng vì thế mà ông ta nghĩ chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất có thể Thiên Sát Phương còn sống. Nhưng mà Kimura Musashi không thể nói hết những lời này ra, nếu không minh chủ của sẽ đánh chết ông ta ngay lập tức. Vì Kimura Musashi không thể đưa ra lý do nên mọi người trong liên minh ninja không hề tin tưởng vào lời nói của ông. Nakamura cũng vậy. Chỉ thấy ông ta chậm rãi tháo mặt nạ xuống để lộ ra một vết sẹo thật sâu, vẻ mặt hung tợn nói, vì Thiên Sát Phương mà tôi phải sống với chiếc mặt nạ này suốt mấy năm qua, món nợ này, tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng đấy. Nói xong, răng rắc một tiếng, Nakamura đột nhiên bóp nát chiếc mặt nạ trong tay, vô cùng căm hận nói, kể từ hôm nay, tôi sẽ không đeo chiếc mặt nạ này nữa. Ta muốn tất cả các người phải nhìn thấy, lúc trước Thiên Sát Phương đã sỉ nhục tôi như thế nào. Nhìn vết sẹo đang di chuyển theo từng chuyển động trên mặt Nakamura cứ như một con rết thật to làm trong lòng mọi người của liên minh ninja không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Nakamura là minh chủ của họ, tên Thiên Sát Phương đó dám sỉ nhục ông ta thì có khác gì đang sỉ nhục toàn bộ liên minh ninja của bọn họ chứ? Điều này càng củng cố thêm quyết tâm sát nhập liên minh ninja vào liên minh thí thần giả trong lòng bọn họ. Thấy sự việc đã diễn biến đến mức này thì Kimura Musashi cũng không dám nói thêm gì nữa, chính xác là nếu nói thêm gì chắc chắn sẽ chọc giận rất nhiều người. Sau khi suy nghĩ một lúc, Kimura Musashi giấu đi ánh sáng chợt lóe dưới đáy mắt, ông ta nói, minh chủ, tôi có một yêu cầu. Tôi muốn đến Long Quốc. Đến Long Quốc. Ngay khi Kimura Musashi nói những lời này, vẻ mặt của mọi người trong liên minh ninja đều hơi thay đổi. Kể từ khi Thiên Sát Điện trỗi dậy, liên minh ninja của bọn họ đã có thêm một lệnh cấm, bất luận là ninja ở cấp bậc nào. Cũng không được phép bước vào Long Quốc nửa bước. Tuy nói trong lòng họ đã tin chắc Thiên Sát Phương đã chết nhưng khi Kimura Musashi nói ra những lời này, cơ thể của bọn họ lại nhịn không được run lên một cái. Sự uy hiếp của người đàn ông đó quá mức khủng khiếp, nó khủng khiếp đến mức dù đã chết nhưng hắn vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng mọi người. Là thủ lĩnh của liên minh ninja nhưng Nakamura vừa hận lại vừa sợ Thiên Sát Phương, cái lệnh cấm đó cũng do chính ông ta ban hành. Lúc này nghe Kimura Musashi nói vậy, đôi đồng tử của ông ta lập tức co rụt lại, rơi vào khoảng trầm tư. Kimura Musashi nói, minh chủ, nếu liên minh ninja của chúng ta đã quyết định gia nhập liên minh thí thần giả thì thế nào chúng ta cũng phải đối đầu với Thiên Sát Điện, có rất nhiều chuyện, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt thôi. Lời của ông hết sức hợp lý. Nếu Thiên Sát Phương đã chết thì bọn họ cần gì phải sợ Thiên Sát Điện nữa, lệnh cấm đó cũng chẳng còn giá trị. Mà nếu Thiên Sát Phương còn sống, trong khi đó liên minh ninja lại ra quyết định hợp nhất với liên minh thí thần giả chắc chắn sẽ xúc phạm tới Thiên Sát Phương, sớm hay muộn gì ông ta cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thiên Sát Vương. Lần này của Kimura Musashi tới Long Quốc cũng xem như một lần thử. Nakamura cau mày thật chặt. Sau khi cân nhắc cẩn thận mới nói Kimura-kun, lần này cực cho ông rồi, mọi người sẽ luôn ghi nhớ những cống hiến của ông đối với liên minh ninja. Nếu Thiên Sát Phương còn sống, hắn chắc chắn sẽ biết Kimura Musashi vi phạm lệnh cấm và người đầu tiên hẳn giết nhất định là Kimura Musashi. Đến lúc đó liên minh ninja hoàn toàn có thể giải thích đây là hành vi cá nhân của Kimura Musashi, liên minh ninja của họ không hề hay biết chuyện này, có lẽ Thiên Sát Phương sẽ không làm gì quá đáng. Cho nên hành vi của Kimura Musashi chính là đang dùng tính mạng của mình để thử Thiên Sát Phương. Kể từ bây giờ ông ta sẽ là đại công thần của liên minh ninja. Nakamura đồng ý với yêu cầu của Kimura Musashi nhưng vẫn không quên dặn dò, lần này đến Long Quốc, ông đừng gây động tĩnh gì quá lớn. Trước tiên hãy âm thầm quan sát xem Thiên Sát Điện có phản ứng thế nào. Xem ra vị minh chủ liên minh ninja thực sự rất sợ hãi Thiên Sát Phương cho nên mới hành động thận trọng như vậy. Kimura Musashi gật đầu nói, minh chủ yên tâm đi,
tôi sẽ sớm mang tin tức về cho ngài. Không lâu sau, Kimura Musashi một mình rời khỏi Đông Doanh Quốc và tiến vào lãnh thổ Long Quốc. Về phần mục đích đến Long Quốc của ông ta đương nhiên không phải là vì liên minh ninja, trong lòng ông ta đã tin chắc Thiên Sát Vương vẫn còn sống, lần này ông ta đến đây là để xác minh chuyện này. Gì mà bỏ thân vì liên minh, phi, có ai ngu đến mức lấy mạng mình ra chơi như vậy chứ? Lúc con trai của Kimura Musashi chết trong tay Thiên Sát Vương, ông cũng biết được một số thông tin về Thiên Sát Vương từ miệng, Kim Châm Quỷ Thủ, Bác Quốc Trang, của Hàn Quốc. Thiên Sát Vương tên thật là Lục Vân, là một thần y của Hạnh Lâm Đường ở Giang Thành, tỉnh Giang Nam, Long Quốc. Muốn biết Thiên Sát Vương còn sống hay chết, chỉ cần đi đến Hạnh Lâm Đường nhìn một lần là biết ngay. Kimura Musashi ăn mặc như người của Long Quốc. Hơn nữa ông ta còn thông thạo ngôn ngữ của Long Quốc cho nên lúc ông ta đến Giang Thành không bị người nào nhận ra điểm khác thường. Lúc này có một ông lão đang ngồi trong sảnh Hạnh Lâm Đường, là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Ngồi xuống, để tôi bắt mạch cho ông trước đã. Dư Hồng Văn tưởng Kimura Musashi đến đây để chữa bệnh nên chỉ vào chiếc ghế đầu trước bàn tư vấn, chậm rãi nói. Kimura Musashi nhìn xung quanh Hạnh Lâm Đường rồi lễ phép nói với Dư Hồng Văn. Xin chào lão tiên sinh, tôi đến để bái kiến thần y của Giang Thành. Bái kiến sư phụ tôi. Dư Hồng Văn không chút nghỉ ngờ, lắc đầu nói, hiện tại sư phụ tôi không có ở Hạnh Lâm Đường, ông có thể ngồi ở đây đợi ngài ấy một lát. Nghe thấy lời này, tim Kimura Musashi lỡ nhịp. Quả nhiên Thiên Sát Vương không chết. Trực giác của ông ta hoàn toàn chính xác. Sao vậy, ông có chuyện gì gấp muốn gặp sư phụ của tôi à? Dư Hồng Văn thấy vẻ mặt của Kimura Musashi thay đổi liền nghi ngờ hỏi. Kimura Musashi vội vàng thu hồi vẻ mặt phức tạp, cười nói, không có, không có, tôi ở đây đợi một lát là được. Ông ta nào dám làm phiền Thiên Sát Vương chứ, chỉ có thể chờ đợi thôi. Trong Hạnh Lâm Đường có bố trí ghế đầu cho bệnh nhân nên Kimura Musashi không cần phải đứng, đợi được một lúc, đột nhiên Dư Hồng Văn đứng dậy hô to về phía cửa, sư phụ. Đến. Kimura Musashi cũng lập tức đứng dậy, tâm trạng vô cùng phấn khích. Lão đầu ông cũng thiệt là, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, không cần khách khí với tôi như vậy, tại sao lúc nào ông cũng nghiêm túc như vậy hả? Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Ha ha, tôn sư trọng đạo là một đức tính tốt mà. Sư Hồng Văn cười nói. Kính dạ yêu trẻ sao cũng là một đức tính tốt, theo như, lời ông nói thì tôi cũng nên cúi lại ông một cái đúng không? Sao nghĩa là kính trọng người lớn tuổi và quan tâm đến em nhỏ, nó mô tả tư cách đạo đức tốt của một người. Không được, không được. Cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai Kimura Musashi khiến ông ta vô cùng phấn khích. Bởi vì giọng nói từ ngoài cửa truyền vào quá mức quen thuộc đối với ông ta, người đó không ai khác ngoài Thiên Sát Vương. Kimura Musashi nào còn dám đứng đó, ông ta lập tức lao tới cửa, cúi đầu chào chàng trai đang bước vào và nói, chủ nhân. Tôi biết ngay là ngài vẫn còn sống mà. Lục Vân đứng ngoài cửa đang định đi vào thì nhìn thấy Kimura Musashi lao ra, hẳn nói đùa, thì ra là ông à, tôi còn tưởng có con chuột bự nào đang lao ra ám sát tôi nữa chứ. Hắn mỉm cười, trên mặt hắn cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Thông qua giọt máu lần trước Lục Vân lấy của Kimura Musashi, hắn đã sớm cảm nhận có mặt ở đây, chính xác hơn là từ khi Kimura Musashi bước vào Giang Thành. Lục Vân đã nhận ra rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Vân, Kimura Musashi sửng sốt trong giây lát. Đây là lần đầu tiên ông ta biết, dưới chiếc mặt nạ đầu rồng của Thiên Sát Vương vẫn có cảm xúc vui buồn bình thường chứ không phải là ác thần mặt lạnh như lời đồn. Còn có giọng điệu đùa giỡn của Lục Vân đã làm Kimura Musashi lại thấy được một mặt khác của Thiên Sát Vương. Chủ nhân, xin ngài đừng nói vậy, tôi làm gì có gan ám sát ngài chứ? Kimura Musashi sửng sốt một hồi, khi hoàn hồn lại rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt khuôn mặt của Lục Vân, nó làm ông đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác thân thiết lạ thường. Hắn hoàn toàn không giống Thiên Sát Vương vẻ mặt bất biến chút nào. Chủ nhân, Dư Hồng Văn bên cạnh nghe được xưng hô kỳ quái này, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Nếu có một cô gái gọi Lục Vân là chủ nhân, thì có lẽ Dư Hồng Văn sẽ không kinh ngạc như vậy. Cùng lắm thì ông chỉ thầm cảm thán một câu, người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi mà. Giống như bọn ông hồi đó, cùng lắm chỉ gọi là ba ba thôi.
Khụ khụ. Nói tóm lại, đột nhiên có một người đàn ông chạy đến gọi Lục Vân là chủ nhân là một chuyện rất kỳ lạ, rất dễ làm người ta suy nghĩ lung tung. Ánh mắt kỳ lạ của ông lập tức bị Lục Vân chú ý đến, hắn thầm mắng trong lòng, lão già đã chết tiệt này, suy nghĩ càng ngày càng đen tối. Chủ nhân. Lúc này, Kimura Musashi lại theo thói quen hô lên một tiếng nữa, theo suy nghĩ của ông ta, gọi như vậy cũng không có gì sai. Lúc trước Lục Vân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vậy mà bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, da gà khắp người nổi hết lên cho nên hắn xua tay nói, sau này đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, cứ gọi là Lục tiên sinh đi. Kimura Musashi không rõ tại sao, nhưng ông ta vẫn ngoan ngoãn nói, được rồi, Lục tiên sinh. Đi ra ngoài rồi nói. Lục Vân đưa Kimura Musashi ra khỏi Hạnh Lâm đường, thấy xung quanh không có ai, hắn hỏi, nói đi. Không phải ông là phó minh chủ của liên minh ninja sao, ông đến Long Quốc làm gì? Là như vậy. Kimura Musashi kể cho Lục Vân nghe chuyện Nakamura quyết định cho liên minh ninja sáp nhập vào liên minh thí thần giả. Nghe xong, Lục Vân cười nói, đúng là chuyện trong dự tính của tôi. Từ lúc liên minh thí thần giả vừa tuyên bố thành lập, Lục Vân đã biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Hắn đoán được tổ chức này nhất định sẽ đi lôi kéo các tổ chức võ giả có thù oán với Long Quốc cùng hợp tác. Ý định của Lục Vân là cứ để cho bọn họ tiếp tục kế hoạch của mình, bọn họ vất vả xây dựng tổ chức còn hắn sẽ đứng ngoài xem đống hỗn độn này có thể phát triển đến mức nào. Viên đạn đã bay ra khỏi nòng, miễn là nó bay đủ xa, khả năng bắn trúng kẻ địch sẽ càng lúc càng cao. Đến khi đó chỉ cần một đòn công kích đủ tàn nhẫn, làm sao có thể là một lời hay ho được. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lục Vân, trong lòng Kimura Musashi càng thêm sửng sốt, quả nhiên không hổ là thiên sát vương, không có sóng gió nào có thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Không bao lâu nữa, các thế lực võ giả trên thế giới này chắc chắn sẽ phải nghênh đón một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có người nào có thể gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên sát vương chứ? Kimura Musashi cung kính nói, Lục tiên sinh, giờ tôi nên làm gì? Ông không cần làm gì cả. Chỉ cần đừng để lộ tin tôi còn sống ra ngoài là được. Tôi hiểu rồi. Kimura Musashi đến thăm Lục Vân xong liền cung kính rời khỏi Giang Thành, rời khỏi Long Quốc. Lúc này tâm trạng của ông ta rất phức tạp. Đương nhiên là ông ta có tình cảm với liên minh ninja, ông không muốn nhìn thấy liên minh này sụp đổ như vậy. Nhưng mà bước đi sắp tới của liên minh ninja quá sai lầm, họ không nên làm như vậy, cái sai của bọn họ là đã coi thường thực lực của thiên sát vương. Một bá chủ hiển hách cả một đời làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Đương nhiên, chuyện này cũng do Kimura Musashi đã nhận chủ từ trước. Mạng sống của ông ta nằm trên tay thiên sát vương, nếu thiên sát vương chết chắc chắn ông cũng đã chết theo, cũng vì chuyện này nên ông ta vẫn luôn tin tưởng thiên sát vương vẫn còn sống. Ngay lúc ông ta tận mắt nhìn thấy thiên sát vương, ông đã cảm thấy những người kia thật sự là kẻ ngu xuẩn đáng thương. Thật ra nếu đứng từ góc độ khác, chuyện Lục Vân giả chết thật sự quá chân thực, ngay cả thủ lĩnh số 1 cũng đã lên tiếng thừa nhận, và tuyên bố là Long Quốc sẽ hạ cờ rủ để tưởng niệm hắn. Có ai nghĩ được đây chỉ là cái bẫy chứ? Sau khi đám người của Liên minh Ninja nhìn thấy Kimura Musashi an toàn trở về thì trong lòng chỉ còn lại một chút lo lắng. Tại sao vẫn còn một chút này sao? Đương nhiên là bởi vì bọn họ cảm thấy lần này Phó Minh Chủ đến Long Quốc quá âm thầm, ẩn nấp tốt làm không ai chú ý tới. Nhưng mà kết quả này vẫn không như kỳ vọng của bọn họ. Lúc này bọn họ cũng tự thấy mâu thuẫn. Một mặt, mấy người từ Liên minh Ninja sợ rằng Kimura Musashi hành động quá lộ liễu, chọc tới thiên sát vương. Mặt khác, bọn họ cảm thấy rằng nếu không gây ra động tĩnh gì thì lần này ông ta đến Long Quốc có ích gì. Không lẽ ông đi chuyến này chỉ để du lịch thôi sao? Nhưng mà, không lâu sau, Liên minh Ninja đột nhiên nhận được tin nhắn từ thiên sát điện. Tin nhắn đó cảnh cáo bọn họ đừng làm những chuyện không nên làm, nếu lần sau bọn họ còn dám tùy ý tiến vào Long Quốc, thiên sát điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tin nhắn này đã cho họ biết một chuyện, thiên sát điện đã phát hiện chuyện Kimura Musashi âm thầm tiến vào Long Quốc. Khuôn mặt của mấy người liên minh ninja lập tức biến sắc. Thiên sát điện vẫn cường hãn đồng thời tổ chức tình báo của bọn họ vẫn khủng bố như trước. Thế nhưng khi Nakamura minh chủ của liên minh ninja nhận được tin này, ông ta lại cười lớn, nói, ha ha, tuyệt đối không bỏ qua, từ nay về sau chúng ta không cần phải sợ thiên sát điện này nữa.
Ý của Minh Chủ là, tất cả mọi người đều lộ vẻ bối rối, rõ ràng là Thiên Sáp Điện vẫn còn rất mạnh, vậy mà Minh Chủ còn cười bảo bọn họ không cần sợ. Minh Chủ bị dọa ngu người rồi sao? Nakamura liếc nhìn bọn họ, thu hồi nụ cười trên mặt rồi nghiêm túc nói, các người có nghĩ rằng nếu Thiên Sáp Vương còn sống và biết rằng Kimura âm thầm lẻn vào Long Quốc thì chuyện này có đơn giản kết thúc bằng một tin nhắn cảnh cáo này không? Đám người kia nghe vậy lập tức run lên một cái. Hợp lý. Rất hợp lý. Thiên Sáp Vương vô cùng bá đạo, có kẻ dám đến khiêu khích hắn như vậy không? Chỉ cần nói một lời không hợp ý là hắn sẽ giết thẳng đến cửa nhà. Dù sao mấy chuyện kiểu này đối với Thiên Sáp Vương mà nói chỉ là chuyện cơm nước bình thường. Vậy mà hôm nay, Thiên Sáp Điện chỉ gửi lời cảnh cáo tới, chuyện này cho thấy hiện tại Thiên Sáp Điện đã biến thành hổ giấy. Thế thì tại sao họ phải sợ chứ? Nakamura nói tiếp, không bao lâu nữa, các võ giả từ khắp nơi trên thế giới sẽ từ từ nghiêng về nước Mỹ, chứ không phải lấy Long Quốc làm trung tâm như xưa nữa. Cũng vì thế mà việc hiện tại chúng ta gia nhập vào Liên minh Thí Thần Giả là một quyết định vô cùng đúng đắn. Alex của nước Mỹ mới thật sự là bá chủ giới võ tu. Những câu nói cổ vũ lòng người này của Nakamura làm đông đảo thành viên trong Liên minh Ninja hưng phấn không thôi, nhịn không được mặc sức tưởng tượng đến thời khắc hào hùng khi Liên minh Ninja gia nhập Liên minh Thí Thần Giả trong tương lai. Đi theo đại ca có thịt ăn. Nhìn đám người ngu xuẩn này, Kimura Musashi âm thầm thở dài. Các người đâu phải ôm được đùi đại ca, rõ ràng đang ăn mừng trên mũi đao, khiêu vũ trên bếp lửa. Chờ chết đi. Khi thế lực tu võ giả của các quốc gia trên thế giới đang sóng ngầm mãnh liệt thì Lục Vân lại thản nhiên như không liên quan đến mình, hắn lại nhàn nhã làm lại nghề cũ đó là trị bệnh cứu người. Con gái của tỉnh trưởng Dương Chấn Nham của tỉnh Giang Nam Dương Tiểu Mạn, lúc duỗi người dùng sức quá lớn nên làm cánh tay cứng đơ không bỏ xuống được, vẫn luôn duy trì tư thế kỳ quái giơ tay lên cao như vậy. Chuyện này còn chưa phải xấu hổ nhất là hôm nay trong nhà Dương Chấn Nham có không ít đồng nghiệp đến chơi. Mọi người đang trò chuyện về đề tài Vân Thiên Thần Quân ngã xuống, không khí đang hết sức nặng nề thì đột nhiên lại nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Tiểu Mạn, mọi người không nhịn được bị cô làm cho phì cười. Dương Tiểu Mạn quá xấu hổ, thấy cha mình là Dương Chấn Nham cũng nghẹn cười thì lập tức thẹn quá thành giận nói, con đã thành như vậy mà cha còn cười được, rốt cuộc cha có phải cha ruột của con không? Ha ha, cái con bé này sao lại nói chuyện như vậy, cha không phải cha ruột của con thì còn là ai nữa? Dương Chấn Nham vốn muốn răn dậy, nhưng thấy dáng vẻ của con gái thật sự quá buồn cười nên không nhịn mà phì cười. Dương Tiểu Mạn lại càng tức giận mà nói, con cảm thấy chú Thẩm còn tốt hơn cha nữa. Hả? Nụ cười của Dương Chấn Nham cứng đờ. Đương nhiên ông ta biết chú Thẩm mà con gái mình nói là ai? Là Thẩm Kim Hoa. Hai người vốn rất thân thiết, năm đó từng cùng nhau theo đuổi một đàn chị trong câu lạc bộ thư họa, cuối cùng là Dương Chấn Nham thắng lợi thành công giành được đàn chị, hơn nữa còn kiên trì đến khi bước vào hôn nhân. Dương Tiểu Mạn là con gái của ông và đàn chị đó, cũng là người vợ hiện tại của ông. Bởi vì quan hệ giữa Thẩm Kim Hoa và Dương Chấn Nham không tồi, hai nhà thường xuyên qua lại chặt chẽ nên sẽ lấy những chuyện thú vị trước kia ra trêu chọc. Dương Tiểu Mạn nghe nhiều nên cũng biết chuyện xưa đời cha mẹ mình. Vừa rồi thấy cha cười vui vẻ như vậy nên Dương Tiểu Mạn mới cố ý nói ra câu này, quả nhiên lập tức nhìn thấy nụ cười trên mặt cha cứng lại. Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng lộ vẻ xấu hổ. Chú Thẩm là ai? Khụ khụ. Vì giảm bớt xấu hổ, Dương Chấn Nham khẽ ho khan hai tiếng và nói, chú Thẩm là bạn cũ của cha nên tất nhiên tốt với con rồi, nhưng con chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Lúc chú Thẩm về đến nhà thì hung dữ với con gái chú ấy biết chừng nào. Dương Chấn Nham nói câu này đã giải thích rõ quan hệ trong đó, ngoài ra còn giảm bớt xấu hổ. Một đồng nghiệp cười nói, chứ còn gì nữa, bác cũng chỉ hung dữ với con mình thôi, không có khả năng đi mắng cháu gái. Đúng rồi. Tiểu Mạn à, ngày thường ở đơn vị cha con thường xuyên khen con giỏi giang với mấy chú, không biết tự hào đến mức nào nữa. Đúng đấy. Các đồng nghiệp mồm năm miệng 10, rất nhanh đã tránh đi đề tài có ý nghĩa khác này. Để tránh con gái tiếp tục buồn bực, Dương Chấn Nham cũng không quá đáng mà vừa gọi điện thoại vừa nói, được rồi, con chỉ bị bệnh nhẹ thôi, cha sẽ nhờ anh bạn Lục Vân lại đây một chuyến. Quả nhiên Dương Tiểu Mạn không nói gì nữa, cô cũng rất tin tưởng vào y thuật của Lục Vân.
Lúc trước phó viện trưởng Triệu Mặc của viện trung y kia tới châm cứu cho ông nội đã không cẩn thận đâm một cây kim vào đùi ông, cuối cùng là Lục Vân chữa khỏi. Lúc ấy Triệu Mặc còn gọi Lục Vân là sư tổ, cho nên Dương Tiểu Mạn có ấn tượng rất sâu với hắn. Có Lục Thần Y ra tay thì chút bệnh vặt này của mình thật sự không phải vấn đề. Mà sở dĩ Dương Chấn Nham lập tức nghĩ đến Lục Vân, một mặt là xuất phát từ lòng tin đối với y thuật của hắn, mặt khác ông ta cũng rất coi trọng người tài nên hy vọng có thể mượn cơ hội này để giới thiệu Lục Vân cho càng nhiều đồng nghiệp quen biết. Thần Y Giang Thành, Đại sư Vân Lộc, lấy một trong hai danh hiệu này ra đều có sức nặng nhất định, nếu nhìn thấy tuổi tác của Lục Vân nữa thì sức nặng này đủ để đạt tới trình độ khiếp sợ. Người bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ theo hướng đó. Khi nhận được điện thoại của Dương Chấn Nham, đúng lúc Lục Vân không có việc gì làm nên cũng chịu đến Dương ra một chuyến. Mới đầu Dương Chấn Nham muốn để thư ký lái xe đi đón Lục Vân tới, nhưng lại bị Lục Vân từ chối, hắn còn chưa cao ngạo đến mức này. Thái độ của Lục Vân đối với người hợp ý vốn rất hiền hòa, có thể không lấy một xu tiền khám bệnh. Đối với người không hợp ý thì cho dù ra giá trên trời Lục Vân cũng khịt mũi coi thường. Dương Chấn Nham thuộc về dạng hợp ý. Ông ta là một người quan chức tốt. Cho nên sau khi nghe điện thoại của Dương Chấn Nham, rất nhanh Lục Vân đã chạy tới Dương gia. Những người đồng nghiệp ngồi trong phòng khách của Dương Chấn Nham đều có chức vị không thấp, vừa rồi ông thần bí hề hề giới thiệu với bọn họ rằng, đợi lát nữa sẽ có một anh bạn tên Lục Vân đến, anh ta rất khác biệt, để tôi giới thiệu cho các ông làm quen. Được tỉnh trưởng gọi là anh bạn mà còn được khen là khác biệt thì nhất định không đơn giản, những người đồng nghiệp kia lập tức tràn ngập hiếu kỳ đối với anh bạn Lục Vân, này. Không bao lâu sau một thanh niên đã đi tới Dương gia, Dương Chấn Nham lập tức nhiệt tình đứng dậy đón tiếp, ông cười nói cậu Lục Vân, lại làm phiền cậu đi một chuyến rồi. Thanh niên đó chính là Lục Vân, hắn cười xua tay và nói, Dương tỉnh trưởng không cần khách sáo, chúng ta là người quen mà. Nếu cậu cũng biết là người quen thì còn gọi xa lạ như vậy làm gì, về sau trực tiếp gọi tôi là anh Dương thì tốt rồi. Tuy Dương Chấn Nham là tỉnh trưởng của Giang Nam, nhưng rất bình dị gần gũi, không làm ra vẻ trịnh thượng chút nào, trước kia còn đi cùng Lục Vân đến quán lề đường ăn que nướng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Vân có ấn tượng không tồi đối với Dương Chấn Nham. Những người đồng nghiệp trong phòng khách nhìn thấy tỉnh trưởng đứng lên thì cũng đứng dậy theo, nhưng khi họ nhìn thấy Lục Vân lại hơi sửng sốt. Đây là, anh bạn Lục Vân, rất khác biệt mà tỉnh trưởng nhắc đến sao? Vừa rồi Dương Chấn Nham đánh giá Lục Vân quá cao nên mọi người đều rất tò mò về hắn, nhưng khi thật sự gặp được Lục Vân họ lại cảm thấy hơi bất ngờ. Quá trẻ. Trước nay vấn đề tuổi tác của Lục Vân luôn là một khuyết điểm. Nếu trước mặt có hai người tự xưng là học trung y, một người bắt đầu học từ 18 tuổi, trải qua 5 năm khoa chính quy, 3 năm nghiên cứu sinh, sau đó đến bệnh viện lăn lê bỏ lết mấy năm cũng chỉ đến 30 tuổi. Mà người còn lại thì học trung y từ 60 tuổi, tốn thời gian 2 năm thi được giấy chứng nhận hành nghề trung y. Dưới tình huống không bày ra lý lịch, nếu hai người cùng đi khám bệnh thì có lẽ đa số người bệnh đều lựa chọn, lão trung y chỉ học được 2 năm. Huống chỉ những thứ như lý lịch muốn làm giả cũng không phải việc khó. Đây là một trong những nguyên nhân vì sao thời buổi hiện nay trung y có quá nhiều lừa đảo hoành hành. Những người này đều đánh tiếng là lão trung y để lừa dối một số cụ ông cụ bà mua thực phẩm chức năng, làm ra hoạt động thiếu đạo đức bại hoại thanh danh trung y của Long Quốc. Xét đến cùng cũng vì hai chữ tuổi tác. Kiếm đại một con cáo già nào đó khoác thêm chiếc áo blau trắng là dám khoe khoang mình là hoa đà tái thế, diệu thủ thần y. Mấu chốt là đa số mọi người đều tin vụ này. Trung y càng già càng giỏi đã trở thành một quan niệm cố hữu. Cho nên khi đám đồng nghiệp của Dương Chấn Nham nhìn thấy Lục Vân là một thần y, trẻ tuổi như vậy thì đều kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, họ không có nghi ngờ gì. Dù sao họ cũng là phần tử trí thức làm việc trong những bộ ngành liên quan, tầm nhìn vẫn rộng lớn hơn người bình thường rất nhiều, biết trên thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Chưa chắc không có khả năng tồn tại thần y 20 tuổi. Còn có một nguyên nhân chính là, nếu tỉnh trưởng đánh giá Lục Vân cao như vậy thì nhất định là có lý do. Cho nên đám đồng nghiệp của Dương Chấn Nham chỉ hơi sửng sốt một chút rồi đã chủ động mỉm cười chào hỏi Lục Vân. Dương Chấn Nham còn muốn giới thiệu đám đồng nghiệp cho Lục Vân quen biết, nhưng lúc này phía sau lại truyền đến giọng nói oán trách của Dương Tiểu Mạn, cha, hiện tại có lý do xác thực chứng minh cha không phải cha ruột. Nơi này rõ ràng còn có một bệnh nhân,
các người lại đứng đó tám chuyện như không có việc gì, hoàn toàn không coi bệnh nhân là tôi ra gì. Thật là quá đáng. Nghe thấy giọng nói của con gái, Dương Chấn Nham lập tức lộ vẻ xấu hổ. Nói thật, ông ta quên mất. Ban đầu muốn gọi Lục Vân tới mà không phải bác sĩ khác là vì muốn giới thiệu cho đám đồng nghiệp quen biết thanh niên tài năng này của tỉnh Giang Nam. Khi nhìn thấy Lục Vân, Dương Chấn Nham trò chuyện vui quá nên quên bén mất luôn bệnh tình của con gái Dương Tiểu Mạn. Thật là xấu hổ, Lục Vân cười nói, anh Dương, để tôi chữa bệnh cho con anh trước đã, tuy rằng chỉ là bệnh vặt, nhưng quá trình trị liệu vẫn hơi khúc chiết. Dương Tiểu Mạn hỏi, Lục thần y, tôi chỉ duỗi người thôi mà cánh tay đã không bỏ xuống được, xin hỏi đây là do cơ bắp sút gân sao? Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói theo trung y thì do nguyên khí trong cơ thể cô không đủ, hơn nữa phong tà xâm nhập cản trở kinh mạch lưu thông, phương pháp trị liệu cũng đơn giản. Chỉ cần dùng sức ấn một huyệt đạo dưới rốn của cô là được. Lục Vân nói rồi đột nhiên vươn một ngón tay ra chuẩn bị ấn dưới rốn Dương Tiểu Mạn, chỉ là còn chưa chạm được vào làn váy trắng tỉnh kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chát vang lên. Mặt Lục Vân ăn trọn một bạt tai. Dương Chấn Nham và đám đồng nghiệp của ông tôi đều ngơ ra. Đặc biệt là đám đồng nghiệp, vì hiếu kỳ nên họ đặc biệt chú ý đến phương pháp trị liệu của Lục Vân, muốn biết hắn dựa vào cái gì mà được tỉnh trưởng đánh giá cao như vậy. Khi nghe Lục Vân nói ra bệnh lý giải thích theo trung y thì họ đều kinh ngạc cảm thán. Không hổ là người được tỉnh trưởng coi trọng, quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng khi nghe thấy phương pháp trị liệu Lục Vân nói ra thì sự kinh ngạc cảm thán này lại lập tức biến mất, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Cánh tay không bỏ xuống được liên quan gì đến huyệt đạo dưới rốn. Chẳng lẽ tỉnh trưởng nhìn lầm người thanh niên này rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Rất nhanh phương pháp trị liệu hoang đường của Lục Vân đã ăn trọn một cái tát vang dội. Mọi người đều khẽ lắc đầu. Nhưng sau đó họ lại sửng sốt. Cái tát? Ai đánh? Rõ ràng là con gái Dương Tiểu Mạn của Dương Chấn Nham. Cô là con gái mà lại giơ hai cánh tay qua đầu không bỏ xuống được, vốn đã có cảm giác không an toàn do phần giữa người bị phô bày ra. Lúc này Lục Vân lại đột nhiên đưa ói tay muốn sờ bụng cô thì đương nhiên sẽ sợ hãi. Vừa sợ hãi thì đôi tay sẽ theo bản năng làm ra động tác phòng ngự, không chỉ thả xuống được mà còn thuận thế tát cho Lục Vân một cái. Mọi người sửng sốt một lát mới phản ứng lại, Dương Tiểu Mạn cũng như thế. Khi cô tát Lục Vân còn cảm thấy rất xấu hổ buồn bực, nhưng lúc này đã ý thức được vừa rồi hắn làm vậy là đang trị liệu cho cô. Dương Tiểu Mạn áy náy nói, xin lỗi Lục thần y, bằng không anh đánh lại tôi đi. Nằm trong dự đoán. Lục Vân sờ sờ mặt mình, hoàn toàn không so đo việc nhỏ này, chỉ nói thầm trong lòng một tiếng, xem ra hắn vẫn quá tự tin vào diện mạo của mình. Hắn còn tưởng rằng Dương Tiểu Mạn không đành lòng xuống tay với gương mặt bảnh trai này, khi sắp tát chúng sẽ kịp thời phản ứng hơn nữa thu tay lại. Tự tin mù quáng thật đáng sợ, ăn một cái tát oang uổng. Lợi hại, cậu Lục Vân thật là quá lợi hại, lần nào phương pháp trị liệu cũng độc đáo rồi lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Thật làm tôi bội phục không thôi. Dương Chấn Nham nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đám đồng nghiệp bên cạnh cũng vỗ tay theo, sôi nổi khen ngợi Lục thần y quá bản lĩnh, tỉnh trưởng nhìn xa trông rộng. Lục Vân vẫy vẫy tay và nói, quá khen rồi, trước kia tôi xem khá nhiều sách trung y khi nhàn rỗi nhàm chán, gặp được một vài chứng bệnh kỳ quái cũng là mượn trí tuệ của người xưa để chữa thôi. Cậu Lục khiêm tốn, tuy phương pháp là học được từ sách trung y, nhưng nếu không đọc nhiều thì làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Thần y Giang Thành danh bất hư truyền. Nghe Dương Chấn Nham khen ngợi, lúc này mọi người mới nghe ra thanh niên trước mắt chính là thần y Giang Thành rất nổi tiếng lần trước. Khó trách, nhìn đám đồng nghiệp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán không ngớt, trong lòng Dương Chấn Nham đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Đây là người mà ông ta coi trọng. Người tài Giang Nam mang họ Lục. Nhưng chuyện càng xuất sắc còn ở phía sau. Dương Chấn Nham im hơi lặng tiếng bảo mọi người ngồi xuống, hơn nữa còn chủ động mời Lục Vân ngồi bên cạnh mình. Người trên bàn này đều có thân phận không đơn giản, hơn nữa tuổi tác lớn hơn Lục Vân không chỉ một con giáp, theo lý mà nói Lục Vân ngồi cùng một đám nhân vật lớn như vậy sẽ có vẻ không hợp nhau. Nhưng hiện thực lại là Lục Vân không hề luống cuống, vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một, khi nhắc tới đề tài nào đó hắn còn chủ động nói ra hai câu. Thời cơ mỗi lần nói chen vào đều gãi đúng chỗ ngứa. Sự bình tĩnh và thong dong này không nên xuất hiện ở độ tuổi của hắn, thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người,
thậm chí đôi khi bọn họ còn sinh ra ảo giác rằng trung tâm cuộc trò chuyện nằm trên người thanh niên này. Quá quỷ dị. Do Dương Chấn Nham đã sớm quen biết Lục Vân và nhận ra sự bất phàm của hắn nên không nghĩ nhiều mà cố ý vô tình rời đề tài về hướng thi họa. Bản thân ông là người yêu thích thi họa, bàn tới đề tài này sẽ không có vẻ cố tình và làm ra vẻ. Hơn nữa do thân phận của mình nên ông rất dễ khống chế hướng đi của đề tài. Sao Lục Vân lại không rõ ông muốn làm gì, nhưng cũng không vạch trần mà chỉ yên lặng lắng nghe. Rất nhanh Dương Chấn Nham đã tìm ra thời cơ thích hợp để nói, nếu nói đến nhân vật thiên tài giới thi họa thì phải nhắc đến Vân Lộc Đại Sư, thật không biết làm sao cậu ấy vẽ ra được những tác phẩm có ý cảnh sâu xa như vậy. Tỉnh trưởng nói rất đúng, tuy rằng tôi không phải người có hứng thú với thi họa, nhưng đã nghe qua cái tên Vân Lộc Đại Sư này không biết bao nhiêu lần, đó là một bậc thầy thi họa. Tôi cũng từng nhìn thấy tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, cho dù không hiểu thi họa thì liếc nhìn một cái cũng có thể cảm nhận được ý cảnh sâu xa trong tranh, thật là quá thần kỳ. Trước đó tôi không hiểu thi họa, nhưng thấy tỉnh trưởng thích thì cảm thấy nó nhất định là một phạm trù rất sâu xa, vì thế cũng đi tìm hiểu một chút, lập tức phát hiện quả nhiên là thế. Chấm chấm chấm. Đám người quay quanh đề tài thi họa và Vân Lộc Đại Sư, mỗi người đều bày ra tài ăn nói, công phu mồm mép rất đáo để. Lúc này Dương Chấn Nham lại rời mắt về hướng Lục Vân, cười như không cười mà nói, cậu Lục, cậu có ý kiến gì với thiên tài giới thi họa là Vân Lộc Đại Sư không? Tới rồi. Cái tên này lại dùng phương thức này để chào hàng mình. Sao Lục Vân có thể nuông chiều ông ta, vì thế lập tức trả lời, tạm tạm thôi, tôi cảm thấy Vân Lộc Đại Sư cũng không thần kỳ như mọi người đã nói, có lẽ những tác phẩm kia chỉ là tiện tay vẽ ra để giết thời gian, đâu có thâm ý sâu sắc gì kia chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trừ Dương Chấn Nham ra đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều biết địa vị của Vân Lộc Đại Sư trong giới thi họa là cực cao, đa số người yêu thích thi họa đều coi hắn là thần tượng. Tỉnh trưởng cũng như thế. Nhưng thanh niên tên là Lục Vân trước mắt lại dám nói ra lời này, thật sự là đang làm tỉnh trưởng mất mặt. Cho dù hắn là thần y giang thành được tỉnh trưởng coi trọng, nhưng hắn cũng không thể vô lễ như vậy. EQ thật thấp. Mọi người vốn tưởng rằng sắc mặt Dương Chấn Nham sẽ trở nên khó xem, nhưng ai biết Dương Chấn Nham không chỉ không xị mặt mà nụ cười càng quái lạ. Chuyện này thực không thích hợp. Chỉ nghe Dương Chấn Nham cười nói, cậu Lục, tôi nghe câu nói vừa rồi của cậu giống như có giải thích rất độc đáo về giới thi họa, không bằng cậu cũng vẽ một bức họa để mọi người xem. Xem đi. Quả nhiên tỉnh trưởng rất tức giận, chuẩn bị chờ Lục Vân vẽ xong sẽ tàn nhẫn phê bình một trận. Mượn cớ này chút hết bất mãn trong lòng ra. Tỉnh trưởng rất cao minh. Trong lòng mọi người đều khẽ thở dài, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lục Vân lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý là bảo hắn mau nói lời hay. Lục Vân hiểu ý, lập tức nói, tôi không vẽ, dù sao vẽ ra cũng không khác gì tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư. Chấm chấm chấm. Người đàn ông trung niên đối diện suýt ngã quỵ. Gỗ mục không thể đẽo. Không cứu nổi đồng đội heo này. Lần này chắc tỉnh trưởng sẽ rất tức giận, sẽ biểu hiện ra mặt. Mọi người cẩn thận nhìn về hướng Dương Chấn Nham, lại kinh ngạc phát hiện ông vẫn bày ra vẻ mặt quái lạ đó. Quá quỷ dị. Dương Chấn Nham nhìn chằm chằm Lục Vân một hồi, thấy hắn vẫn không tỏ vẻ gì thì đành rời mắt đi, trong lòng rất tiếc hận. Đối với một người coi trọng người tài thì không thể đề cử nhân tài ra ngoài là một chuyện rất thất bại. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Vân thì rõ ràng là không muốn để lộ thân phận của mình, mà ông cũng không tiện nói ra kỳ thật Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư vào lúc này. Nếu làm như vậy thì ông không thể đạt thành hiệu quả mà mình mong muốn. Dương Chấn Nham hy vọng là thả con tép bắt con tôm, thông qua dẫn dắt của mình để Lục Vân bước từng bước một để lộ thân phận của Vân Lộc Đại Sư, tốt nhất là vẽ một bức họa ngay tại chỗ. Khi đám đồng nghiệp nhìn thấy bức họa này thì ai cũng hiểu ra. Như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả khiếp sợ lớn nhất. Nhưng nếu thân phận này do Dương Chấn Nham nói ra thì sẽ giảm đi chút cảm giác. Mọi người tiếp tục nói chuyện phía một lát, lần này Dương Chấn Nham không cố tình dẫn đường đề tài nữa mà trò chuyện một hồi lại tự nhiên nhắc tới Vân Thiên Thần Quân. Tin tức Vân Thiên Thần Quân ngã xuống đang lan truyền khắp mọi nơi. Người dân Long Quốc dù là người thường hay tu võ giả đều sẽ nhắc tới một hai câu, trên mặt đầy vẻ đau thương. Thần quân ngã xuống, tín ngưỡng sụp đổ. Người dân Long Quốc có bao giờ phải tuyệt vọng như vậy đâu.
Lục Vân thấy cảm xúc của bọn họ đột nhiên sa sút thì lạnh nhạt nói một câu, kỳ thật Vân Thiên Thần Quân ngã xuống cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thần Quân ngã xuống chưa chắc không phải chuyện tốt. Câu nói này của Lục Vân lập tức làm mọi người ở đây biến sắc, không sai, là biến sắc. Đó là vị thần bảo hộ, là tín ngưỡng và kiêu ngạo của dân chúng Long Quốc, hiện giờ thần quân ngã xuống làm mọi người ai cũng tiếc hận, cũng than thở, cũng thương tâm muốn chết. Nhưng thanh niên tên là Lục Vân này lại dám nói thần quân ngã xuống là chuyện tốt. Hắn lập tức trở thành kẻ thù chung của dân chúng Long Quốc, chết một vạn lần cũng không đủ rửa sạch tội danh này. Thật là tội ác tày trời. Dương Chấn Nham cũng mày nhăn lại, trong mắt lập lòe ánh sắc lạnh. Những ấn tượng tốt lúc trước của ông về Lục Vân lập tức biến mất sạch sẽ. Ở Long Quốc, Vân Thiên Thần Quân là vị thần không thể khinh nhờn, dù ngã xuống cũng là cổ thụ thần chọc trời muôn đời không điêu tàn trong cảm nhận của dân chúng Long Quốc. Hắn đã trở thành một nơi gửi gắm tinh thần. Nhưng Lục Vân, người thanh niên được mình luôn mồm gọi là anh em, này lại dám nói ra ngôn luận càn rỡ như vậy trước mặt nhiều người vào thời khắc mẫn cảm thế này. Dương Chấn Nham rất tức giận, cũng rất thất vọng. Trọng người tài không sai, nhưng nếu tư tưởng của người đó không đoan chính thì cho dù có tài đến mấy cũng không thể dùng. Trước kia ông đã nhìn lầm. Tâm tình Dương Chấn Nham cực kỳ phức tạp, lúc này lại nghe Lục Vân giải thích, tôi nói Vân Thiên Thần Quân ngã xuống là chuyện tốt, những lời này không có ác ý, cũng không phải bỏ đá xuống giếng. Vân Thiên Thần Quân là nhân vật cái thế vô song, uy phong ngời ngời, rất xuất sắc nổi bật, gương mặt dưới mặt nạ long đầu kia nhất định cũng anh tuấn bất phàm. Phong lưu phóng khoáng, đẹp như Phan An. Người như vậy ngã xuống thì ai cũng đau lòng cũng thương tâm, tôi cũng vậy. Mà sở dĩ nói đây là chuyện tốt là vì tôi biết chuyện này đã không thể cứu vãn, chúng ta chỉ có thể nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác. Xưa nay Long Quốc không phải là của một người, mà là Long Quốc của mọi người, có lẽ lần này Vân Thiên Thần Quân ngã xuống thì lần sau sẽ có một Lục Thiên Thần Quân hoặc là Nhật Thiên Thần Quân đứng lên. Vân Thiên Thần Quân không nên là một người, mà phải là ngàn ngàn vạn vạn người của Long Quốc. Lục Vân không nhanh không chậm nói ra những lời này, giọng điệu cũng không phập phồng lên xuống gì nhiều, nhưng không biết vì sao đám người Dương Chấn Nham nghe vào tai lại sinh ra một cảm giác hào hùng. Hắn nói không sai. Vân Thiên Thần Quân không nên là một người, mà là ngàn ngàn vạn vạn cá nhân. Một Vân Thiên Thần Quân ngã xuống thì nhất định sẽ có vô số Vân Thiên Thần Quân đứng lên. Dân chúng Long Quốc khiêm tốn, khoan dung, dĩ hòa vi quý, nhưng không ai có tư cách dập tắt sự kiêu ngạo trong xương cốt và ngọn lửa trong lòng họ. Liên minh thí thần giả phương Tây không đáng sợ, đáng sợ là sự cứng cỏi và kiêu ngạo trong xương cốt của họ bị khí thế của đối thủ đánh tan. Mà Long Quốc không thiếu nhất là sự cứng cỏi và kiêu ngạo kia. Nếu nhìn nhận vấn đề này từ góc độ này thì lời nói của Lục Vân chẳng có gì sai cả. Đám người Dương Chấn Nham vẫn trầm mặc. Lục Vân đã thản nhiên đứng dậy và nói, những lời vừa rồi chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân tôi, nếu mọi người cảm thấy tôi mạo phạm Vân Thiên Thần Quân thì tôi cũng không biết làm sao. Sự độ lượng của Thần Quân chính là sự độ lượng của Long Quốc, tôi không tin Vân Thiên Thần Quân sẽ vì mấy câu nói như vậy mà trách tội tôi, các vị, cáo từ. Lần này hắn đến đây chủ yếu là vì chữa bệnh cho Dương Tiểu Mạn, cũng coi như nể mặt Dương Chấn Nham nên mới ngồi lâu lại như vậy. Đã đến lúc hắn phải trở về rồi. Sau khi Lục Vân đứng dậy rời đi, trong phòng khách nhà họ Dương vẫn rất im lặng. Bọn họ còn đang chiêm nghiệm những lời nói vừa rồi của Lục Vân. Thật sự quá chấn động lòng người. Thậm chí bọn họ còn hoảng hốt cảm thấy như thần quân điện hạ chưa từng rời khỏi, dường như những lời vừa rồi của Lục Vân chính là hàm ý thần quân điện hạ muốn truyền đạt cho dân chúng Long Quốc. Sao họ lại có ảo giác vớ vẩn như vậy? Mọi người lắc đầu. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lục Vân vừa rồi còn điên cuồng đưa mắt ra hiệu đột nhiên hỏi, tỉnh trường, rốt cuộc người anh em họ Lục này là thần thánh phương nào? Một thanh niên hai mươi mấy tuổi ngồi bên cạnh những ông lớn khí thế hùng hồn như bọn họ mà lại mặt không đổi sắc, khí thế cũng không thua kém chút nào. Khi giao lưu hắn cũng rất chấn định tự nhiên, cả bọn họ còn phải hổ thẹn không bằng hắn ở phương diện nhìn nhận vấn đề. Nhân vật như vậy thật sự chỉ là thần y Giang Thành thôi sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dương Chấn Nham chiêm nghiệm một lát rồi lộ ra vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Ông nói, mọi người biết trước đó vì sao tôi luôn nói chuyện xoay quanh đề tài thi họa và Vân Lộc Đại Sư không? Mọi người không để ý đến chuyện này lắm, cứ cho rằng Dương Chấn Nham nói đến đề tài này là do hứng thú.
Lúc này nghe ông nói vậy mới phản ứng lại, thì ra đề tài đó là do Dương Chấn Nham cố ý dẫn dắt, nhưng ông làm rất tự nhiên không để lại dấu vết nên không ai phát hiện ra. Không hổ là tỉnh trưởng. Dương Chấn Nham than nhẹ một tiếng và nói, kỳ thật cậu Lục Vân vừa rồi chính là Vân Lộc Đại Sư. Cái gì? Tất cả mọi người sợ hãi thốt lên. Tỉnh trưởng, cậu ta không phải là thần y Giang Thành sao, sao lại biến thành? Người này đột nhiên im bặt, sắc mặt trở nên vô cùng khó tin, kỳ thật trong lòng đã hiểu ra, nếu không phải quá tài năng thì tỉnh trưởng việc gì phải ưu ái hắn như vậy. Thần y Giang Thành và Vân Lộc Đại Sư là cùng một người, hơn nữa còn là một thanh niên 20 mấy tuổi. Dù ai biết được tin tức này cũng không thể bình tĩnh nổi. Khó trách lúc nãy khi Lục Vân đánh giá Vân Lộc lại nói trình độ của Vân Lộc Đại Sư chỉ tạm tạm, rõ ràng là hắn đang khiêm tốn, nhưng mọi người nghe thấy lời này lại cảm thấy đó là hành vi vô lễ. Người đàn ông lúc nãy ngồi đối diện Lục Vân chỉ cảm thấy mặt nóng lên, thật là quá xấu hổ. Ánh mắt Dương Chấn Nham lập lòe, ông nói tiếp, kỳ thật điều làm tôi cảm thấy không thể tin nổi không phải là hai thân phận của Lục Vân, mà là tâm tính xa rời thế gian của cậu ta. Tục ngữ có câu, niên thiếu thành danh, không ngông cuồng cũng cao ngạo. Đặc biệt là ở độ tuổi của Lục Vân mà trên đầu lại có hai vòng sáng thật lớn kia thì ít nhiều gì cũng sẽ hơi ngông nghênh, như vậy mới là tâm tính bình thường. Nhưng Lục Vân lại không màng hơn thua, nhàn nhã xem hoa nở hoa rụng, thản nhiên đi ở, ngồi xem mây cuộn mây tan. Cứ như hắn không hề để hai thân phận này trong lòng nên mới không muốn lấy ra khoe khoang. Cho dù Dương Chấn Nham dẫn dắt từng bước, chủ động lôi kéo đề tài, chỉ chờ Lục Vân nói một câu là có thể làm vòng sáng của Vân Lộc Đại Sư nở rộ. Nhưng Lục Vân lại tránh đi. Không phải làm ra vẻ, mà là hắn thật lòng cảm thấy không có gì đáng để khoe ra. Dương Chấn Nham cũng nhìn ra điểm này nên mới không tiếp tục làm khó Lục Vân. Thậm chí ông còn cảm thấy nếu không phải cần chữa bệnh cho con gái của mình là Dương Tiểu Mạn thì Lục Vân cũng không bày ra thân phận thần y Giang Thành. Tâm tính này thật sự chững chạc khác hẳn với người thường. Đây mới là điều làm Dương Chấn Nham cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngôn luận vừa rồi của Lục Vân về Vân Thiên Thần Quân thật đáng kinh hãi, cũng càng chứng thực điểm không tầm thường của Lục Vân. Ó lẽ hắn còn có thân phận khác càng có sức nặng nên mới cảm thấy thần y Giang Thành và Vân Lộc Đại Sư đều không có gì đáng khoe ra. Dương Chấn Nham cho rằng mình đã đủ hiểu Lục Vân, nhưng hôm nay sau khi nói chuyện một hồi ông phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Lục Vân không biết và cũng không để bụng Dương Chấn Nham và những đồng nghiệp của ông nghĩ thế nào. Hắn đã đi tới chỗ chị Sáu Tiêu Thấm đang quay phim. Lần trước Diệp Khuynh Thành nói phải cho Tiêu Thấm một bất ngờ thật lớn nên lôi cô đi, chạy đến vùng biển Thái Bình Dương để xem một trận chiến làm chấn động lòng người. Trải qua biến cố đó, cô đã biết bất ngờ mà chị cả nói chính là thân phận thật sự của Tiểu Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân. Tiêu Thấm kích động tận mấy ngày. Bởi vì một loạt sự kiện khiến tiến độ quay của đoàn phim chậm lại, nhưng đạo diễn Trần Túc và những nhân viên của đoàn phim đều không nói một câu oán trách. Một là vì địa vị của Tiêu Thấm trong giới giải trí. Hai là vì cả tập đoàn Khuynh Thành tài trợ cho bọn họ cũng không vội thì bọn họ cần gì phải sốt ruột. Khi Lục Vân đi vào đoàn phim thì trùng hợp ngay vào. Lúc Tiêu Thấm nghỉ ngơi, nhưng vẻ mặt cô lại hơi nặng nề, chị Hồng người đại diện của cô đứng bên cạnh đang không ngừng nói gì đó. Làm sao vậy chị Sáu? Khi Lục Vân đi đến trước mặt Tiêu Thấm thì chị Hồng lập tức ngừng nói. Tiêu Thấm lại cảm thấy không sao cả, Tiểu Lục Vân là em trai kết nghĩa của cô nên không có gì phải giấu giếm hết. Đương nhiên việc này cũng không phải bí mật gì lớn lao, có thể tra được ngay trên mạng. Đại khái là ở nước ngoài có một sản phẩm mặt nạ tên là Angle Gip, dịch ra là món quà của thiên sứ, tên gọi tắt là thiên sứ. Tiêu Thấm là người phát ngôn duy nhất của loại mặt nạ này ở Long Quốc. Nhưng không lâu trước đó CEO của tập đoàn ASC, công ty nghiên cứu phát minh ra thiên sứ, lại đăng một tấm hình trên Twitter, nội dung là một người Mỹ tay phải cầm kiếm, tay trái xách một cái đầu rồng đang đắc. Ý cười to. Trên đó còn kèm theo hàng chữ, funny, buồn cười. Tuy không lâu sau khi tấm hình được đăng lên đã được CEO tập đoàn ASC kịp thời xóa đi, nhưng vẫn bị cư dân mạng trong nói và ngoài nước chụp lại để làm chứng cứ. Cư dân mạng nước ngoài thì tung hô, cư dân mạng trong nước thì phân nộ. Đây là hành vi sỉ nhục trắng trợn. Tiêu Thấm làm người phát ngôn của loại mặt nạ này ở Long Quốc đương nhiên cũng bị công kích, nhưng điều này không phải trọng điểm.
cô không sợ bị cư dân mạng mắng mà chỉ cảm thấy rất phẫn nộ về hành vi của CEO này. Cho nên cô không tiếc bồi thường tiền vi phạm hợp, đồng cách xú cũng quyết định ngừng hợp tác với họ. Kỳ thật lúc trước khi nhận được lời mời hợp tác của tập đoàn ASC, Tiêu Thấm cũng đã từ chối rất nhiều lần, nhưng tập đoàn này rất có thành ý, không ngừng tìm cô để thuyết phục. Tiêu Thấm cũng đích thân trải nghiệm mặt nạ thiên sứ một thời gian, phát hiện thật sự dùng tốt. Quảng bá sản phẩm có chất lượng ra bên ngoài cũng là chuyện tốt. Vì thế Tiêu Thấm đã đồng ý hợp tác với họ. Mà lúc ấy tập đoàn Khuynh Thành còn chưa quật khởi, chỉ là một công ty mỹ phẩm dưỡng da không có gì nổi bật ở Giang Thành, sản phẩm chủ yếu cũng không phải mặt nạ dưỡng ẩm làm trắng da. Mãi đến khi Lục Vân trở lại Giang Thành và lấy ra một phần công thức thì tập đoàn Khuynh Thành mới bắt đầu tấn công vào thị trường mặt nạ, đẩy ra loại mặt nạ thần cấp là Khuynh Thế Dung Nhan. Dựa vào hiệu quả thần kỳ của loại mặt nạ này, hiện tại tập đoàn Khuynh Thành đã đứng trong top trên toàn bộ Long Quốc. Nếu trước khi Tiêu Thấm và tập đoàn ASC hợp tác mà, Khuynh Thế Dung Nhan đã được tung ra thì dù thế nào cô cũng không chịu hợp tác với tập đoàn ASC. Đây là chuyện trước đó. Nếu đã hợp tác rồi thì không có gì để nói, bởi vì mặt nạ thiên sứ của ASC thật sự có hiệu quả không tệ, có thể đứng top 3 trên thị trường quốc tế. Nhưng Tiêu Thấm không nghĩ tới là CEO của tập đoàn ASC lại dám đăng hình ảnh như vậy để sỉ nhục Vân Thiên Thần Quân, sỉ nhục tín ngưỡng của dân chúng Long Quốc. Huống chỉ đó còn là em trai của cô. Đương nhiên Tiêu Thấm không thể nhịn được, cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của đối phương. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc. Làm Tiêu Thấm càng phẫn nộ là cô biết được từ một nguồn tin khác rằng CEO tập đoàn ASC căn bản không phải xin lỗi thật lòng, xóa tấm hình kia chỉ do bị sức ép. Dư luận thôi. Có thông tin kể lại khi cổ đông lớn của tập đoàn ASC tìm đến CEO kia nói chuyện còn châm chọc mỉa mai bảo rằng người của Long Quốc dễ quên lắm, đừng nhìn hiện tại bọn họ tràn đầy căm phẫn, chờ thêm một thời gian nữa sẽ quên sạch mà thôi. Hàm ý đại khái là bảo CEO kia tạm thời xin lỗi đi, chờ phong ba lần này qua rồi, thiên sứ, lại tung ra hoạt động giảm giá thì vẫn sẽ có vô số người của Long Quốc cướp mua. Chuyện này thật sự làm Tiêu Thấm nổi nóng. Lục Vân rất ít xem tin tức nên nghe Tiêu Thấm nói xong mới biết được chuyện này. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Vân Thiên Thần Quân này vẫn còn sống khỏe mạnh, những người bên ngoài càng đắc ý càng vui sướng thì hắn càng vui vẻ. Đúng là được như ý nguyện. Quả nhiên sau khi cây cổ thụ chọc trời là Vân Thiên, thần quân này ngã xuống thì đám đầu trâu mặt ngựa đều bắt đầu nhảy ra. Nhảy đi. Cứ nhảy nhót cho đã đi. Hiện tại nhảy cao bao nhiêu thì tương lai ngã thảm bấy nhiêu. Kẻ ngông cuồng nhất định sẽ lãnh hậu quả. Lục Vân đầy bụng gian trá mà nghĩ. Thấy Tiêu Thấm vẫn rầu rĩ không vui nên hắn an ủi, chị Sáu, chuyện này có gì đâu mà buồn bực. Trực tiếp trở mặt với tập đoàn ASC là được, đúng lúc có thể mượn dư luận lần này làm bọn họ biết đến mặt nạ thần cấp của Long Quốc chúng ta. Tiêu Thấm giật mình, nói, nhanh như vậy mà. Khuynh Thế Dung Nhan đã tiến vào thị trường quốc tế rồi sao? Cô cũng biết lịch sử phát triển đại khái của tập đoàn Khuynh Thành, không đến một năm đã từ một xí nghiệp nhỏ của Giang Thành phát triển thành tập đoàn chục tỷ, sau đó rất nhanh đã chiếm cứ thị trường mặt nạ tỉnh Giang Nam. Không bao lâu trước đó, phía nhà họ Khương ở Kim Lăng còn chủ động dâng tài nguyên lên. Tập đoàn Khuynh Thành tiến hành chỉnh đốn tài nguyên của nhà họ Khương xong mới để loại mặt nạ, thần cấp, Khuynh Thế Dung Nhan này nhanh chóng phát triển trở thành thương hiệu mà người người ở Long Quốc đều biết. Tốc độ phát triển này thật sự quá khủng bố. Hiện tại họ còn muốn xâm lấn thị trường quốc tế. Tiêu Thấm thật không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Nếu Diệp Khuynh Thành có ở chỗ này thì nhất định cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Thấm. Lúc trước Tiểu Lục Vân nói muốn tiến quân vào thị trường tỉnh Giang Nam, cô cũng cảm thấy quá vội vàng. Nhưng hiện tại tâm lý của Diệp Khuynh Thành đã hoàn toàn thay đổi. Mình đã trở thành tu luyện giả rồi thì cần gì lo lắng đi quá vội nữa chứ? Tốt nhất có thể sớm làm các quốc gia trên thế giới biết sản phẩm mặt nạ của Long Quốc cũng rất mạnh. Trở lại chuyện chính, Lục Vân thấy Tiêu Thấm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì cười nói, em cảm thấy mượn thời cơ này tiến quân ra thị trường quốc tế rất đúng lúc. Chị cũng biết năng lực của em rồi đó. Lục Vân thần bí chớp chớp mắt. Đương nhiên Tiêu Thấm hiểu ý hắn, cô buột miệng thốt lên, nhưng không phải em đã. Cô vội ngậm miệng lại rồi nhìn quanh bốn phía. Tiêu Thấm vốn muốn nói hiện tại Lục Vân đang giả chết thì không thể tùy tiện sử dụng tên tuổi của Vân Thiên Thần Quân làm việc được, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.
Lục Vân cũng lập tức hiểu Tiêu Thấm muốn nói gì, hắn cười khổ lắc đầu và nói, chẳng lẽ Lục Vân này trừ thân phận đó ra thì yếu ớt đến thế sao? Đôi mắt Tiêu Thấm lập tức sáng ngời. Đúng vậy. Tên tuổi của Vân Thiên Thần Quân vang dội đến đâu cũng là do Tiểu Lục Vân bước từng bước một tạo dựng nên, thực lực của hắn mới là mấu chốt nhất. Sao mình lại ngốc như vậy chứ? Tiêu Thấm ảo não vỗ trán rồi hỏi tiếp, vậy kế tiếp em chuẩn bị làm thế nào? Hỏi xong cô liền hối hận, bởi vì vấn đề này thật sự quá ngu ngốc. Hiện tại tập đoàn Khuynh Thành căn bản không thiếu tiền, hiệu quả dưỡng ẩm làm trắng của mặt nạ cũng quá mạnh, chất lượng vượt qua thử thách. Mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu hai bước cuối cùng là quảng cáo và tìm kiếm đại lý nước ngoài. Tiêu Thấm cười nói, chuyện quảng cáo thì em đừng trông cậy vào chị, mức độ nổi tiếng của chị ở quốc tế còn không bằng một minh tinh hạng ba. Cô đóng phim vì hứng thú nên không có ý tiến sâu vào giới điện ảnh quốc tế, vì thế mức độ nổi tiếng cũng không cao, còn không bằng những diễn viên Long Quốc hạng soàng thường xuyên diễn vai quần chúng ở Hollywood. Nhưng Tiêu Thấm biết mấy vấn đề này chẳng làm khó được Tiểu Lục Vân nên mới nhẹ nhàng cười trêu chọc như vậy. Lục Vân nhìn thoáng qua Trần Túc cách đó không xa, nói, không phải chỗ đó có một đạo diễn lớn sao, nhất định cũng có chút quan hệ ở quốc tế, hỏi ông ta một chút không phải được rồi sao? Đây cũng là lời Tiêu Thấm muốn nói. Trần Túc là đạo diễn nổi danh của Long Quốc, đã từng chạy đến Hollywood hợp tác quay mấy bộ điện ảnh nên quen biết vài đạo diễn ở đó. Tìm ông ta là hoàn toàn chính xác. Lục Vân cũng không dè dặt mà trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Túc, Trần Túc nghe xong thì bảo. Đảm chuyện này không thành vấn đề. Trần Túc có một người bạn tốt tên là Simpson, là đạo diễn Hollywood, quen biết không ít minh tinh điện ảnh nổi danh quốc tế, gần đây ông ta cứ nói muốn tới Long Quốc tìm kiếm linh cảm. Nếu đã vậy thì cứ gọi ông ta đến sớm một chút để gặp mặt Lục Vân. Vì thế Trần Túc vui vẻ hứa hẹn. Sau khi rời khỏi phim trường, Lục Vân không trở về biệt thự Lục Nhân, cũng không đi Hạnh Lâm Đường mà đến Đại học Giang Nam một chuyến. Dù sao hắn cũng là giảng viên của lớp học sở thích trung y, chỉ là không có trách nhiệm lắm, thường xuyên một hai tháng không thấy bóng người, bỏ trống thời gian dài như vậy cũng không thể không mở tiết học nào. Bằng không cái lớp trung y này không cần mở nữa. Cho nên lần trước khi rời khỏi tỉnh Giang Nam, Lục Vân cũng đã bảo Triệu Mặc An bài bác sĩ trong bệnh viện trung y tỉnh qua giảng bài. Mỗi tuần ít nhất cũng phải bảo đảm một tiết. Hiện tại đa số bệnh viện sẽ có kết nối với trường y, trở thành bệnh viện phụ thuộc nên có không ít bác sĩ trong đó sẽ thường xuyên đi đến trường giảng bài. Đại học Giang Nam không phải trường y, nhưng mỗi tuần sắp xếp một người qua đó giảng bài cũng không phải vấn đề lớn gì đối với bệnh viện trung y tỉnh. Triệu Mặc làm phó viện trưởng của bệnh viện nên cũng có quyền lực này. Lục Vân không thông báo trước với ai cả mà chỉ hỏi thăm Triệu Mặc, biết hôm nay có một tiết trung y nên hắn đã lặng lẽ đi tới Đại học Giang Nam. Nhưng khi nhìn thấy phòng học không có đến 1/3 người ngồi, Lục Vân lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.